cái bài lỗi niệm. Tôi lạc về đây Diễn Châu ơi, 28 năm qua cách biệt người, thăng trầm mấy độ cơn nóng lạnh, thương nhớ trong tim bật tiếng cười. Tôi lạc về thăm những con sông phù sa màu mỡ ngát cánh đồng, những con thuyền nhỏ chiều dâng sóng, gió đón trăng về sang mênh mông. Ngã ba Phù Diễn có khác xưa, bạch đàn báo mọt gió đung đưa, chợ sò chợ diễn còn đông đúc, vẫn người đi chợ dưới cơn mưa. Sông Bùng còn đó xanh màu nước, cầu tạm chiến tranh bắc lại chưa, lèn đai mai chiều lam nhạt, lèn đai vai tức là cái chỗ quê của bà Đinh Tây Nguyên, lèn đai vai chiều lam nhạt, bên đò diễn vạt có nguyên xưa. Ôi diễn kim diễn thủy diễn xuân, phì lao vi vút tiếng ve răng, diễn hoa diễn phú trời lặng gió, chủ nhật thánh đường tiếng trung ngân. Ga si thỏa thước tàu còn đỗ, hằng chở ta về với cô hương. Từng hồi còi rút vang đêm tối, khơi dậy trong lòng nỗi vân vương. Đâu rồi hai dãy lớp học xưa, rằng bàn tỏa bóng mát tan chưa. Sớm chiều khói tỏa lan quanh đất, khu nhà tập thể đã khác xưa. Khu nhà tập thể đã khác xưa. Mấy chục quá rồi các em ơi, trưởng thành bay tỏa khắp muôn nơi, hay tin có kịp về đông đủ, gặp lại nhau ôn chuyện cuộc đời. Bao người ngã xuống chiến trường xa, lúc ấy thống kê lại 68 học sinh liệt sĩ. Bao người ngã xuống chiến trường xa, góp công giành lại nước non nhà, tưởng vọng linh hồn nơi chín suối, mấy nén hương thơm mắt lẽ hoa. Thầy cô còn đó được khỏe không, ai đã về nơi cõi vĩnh hằng. Từ trong sâu thẳm lòng vang vọng, mấy đồ có thu về nỗi bâng quâng. Chắc khác xưa rồi có phải không, sao nghe náo nức tận đáy lòng, mái dạ trường xưa người quen thuộc, có còn nguyên vẹn nỗi nhớ mong. Tôi lại về thăm Diễn Châu xưa, nguồn thương thác nhớ nói sao vừa, kỷ niệm vào đời trên đất Diễn vẫn sáng trong lòng lâu năm. Là cái bài nỗi niềm. Và tôi sẽ đọc bài thứ hai nữa. Xuân năm nay ta bỗng nhận ra mình trẻ lại giữa cái già tất yếu, mình khỏe lại như thờ niên thiếu, mình vẫn xuân như vạn vật bước vào xuân. Khi có bóng bàn theo lưới bay nhanh, ta nhận thấy mắt mờ cứ sáng lại, ta cảm nhận một hồn thiên nguyên trái đang về đây phù hộ cho ta. Tuổi 80 ta trẻ mãi không già. Khi có bóng tà tà qua lưới, ấy là lúc hồn xuân ta phơi phới. Linh Hải ơi, Linh Hải là nghĩa trang Hải Phòng. Linh Hải ơi, ta chưa xuống đâu mà. Và bây giờ ta bỗng nhận ra đường bóng xoáy không có gì hóc hiểm, dòng đời xoáy hãy coi chừng tai biến. Tuổi 80 ta chấp nhận có làm sao. Thượng Đế ơi, người ở trên cao, người có thấy quả bóng vàng lơ lửng trong khung gỗ, bóng tưng bừng chuyển động, đường bóng nào làm rung động cả trăng sao. Ấy là lúc trời và đất chuyển giao nhau để đường bóng đi vào huyền diệu. Cũng là lúc tôi hoài đồng điệu, đường bóng nào
chi kỷ với chi danh. Cũng có khi ta thấy tờ trên không một quả bóng, nhưng vì sao mới tới? Ấy là lúc những đường bóng giao nhau xếp lại để tan trên lưới bài ca. Và bây giờ ta bỗng nhận ra những đường bóng đi vào huyệt thoại vụt bên phải, bóng bay vào góc trái. Quả rơ me bóng chuyển hướng xoay chiều. Quả giật này khó chịu biết bao nhiêu, quả ngoài ấy cho cánh diều lơ lửng. Đánh thật mạnh cho tưng bừng chuyển động, bật nhanh vào cho khí huyết lưu thông. Chiến thuật nào là chiến thuật tiến công, chiến thuật nào là chiến thuật phòng thủ. Quả bạt má mạnh như búa bổ, quả cắt này tạt bóng quả điểm rơi, quả gọi lì như hòn đá vẩy. Những lúc ấy ta thấy thờ dáng như ngưng đọng, và không gian cũng mở rộng 4-5 chiều. Tuổi 80 còn mạnh liệt biết bao nhiêu, ta thử nguyện hóa thân và trái bóng. Đây là người thể thao. Thế thì hôm nay